À, để gọi bên đó coi. Alo, bên nội thất giá kho phải không em? Dạ alo, nội thất giá kho xin nghe ạ. Chị họ đang họ mới tham khảo coi cái bộ GK02 ở bên mình á, thì họ em cho chị biết cái thông tin về họ sản phẩm đó coi. Dạ, sản phẩm sofa gấp lờ Adora GK02 đang được trưng bày tại showroom chị ha. Bây giờ hả chị muốn qua coi thì hả chị coi ở đâu được? Dạ, địa chỉ bên em là 439 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức ạ. À. Dạ. Để lát chị qua. Dạ vâng, hẹn gặp lại chị ạ. Dạ, nội thất khách xin chào. Dạ, chào chị ạ. Mình còn tham khảo giống sản phẩm đó chị ha. Nãy tôi mới gọi cho bên cô xong. Dạ. À, chị là khách hàng cần xem sản phẩm sofa gấp lờ Adora GK02 đúng không ạ? Ừ. Dạ, mời chị vào xem sản phẩm. Dạ, em mời chị ngồi ha. Dạ, không biết là chị đã tìm hiểu về thông tin sản phẩm đấy chưa chị ha? Tôi chưa có coi gì hết á. Tôi mà coi rồi thì tôi tới đây làm cái gì? Dạ, nếu mà chị chưa tìm hiểu qua thông tin sản phẩm bộ sofa gấp lờ GK02 này thì em sẽ giới thiệu cho mình nha. Với kích thước này hiện tại là đang 3m2 và 1m7. Pha này là được làm từ khung gỗ tự nhiên, cho nên là cái độ chắc chắn này như là cái độ trọng lực rất là cao cho mình. Và bên trong chị thấy rất là êm ái và đoàn hồi bởi vì nó lắp một lớp mút cao cấp cho mình. Cái da này là da gì vậy? Rồi thì thấy cũng mịn mịn êm êm rồi đó. Mà có thấm nước không? Chứ nhà tôi á là hả mua mấy bộ sofa mà bộ nào về cũng thấm nước. Rồi hả thời gian là nó còn hôi nữa kìa. Dạ. Dạ, đối với da tại mật này thì rất là phù hợp với những gia đình có con nhỏ như gia đình chị ha. Bởi vì khi mà có một vết bẩn dính vào da thì mình sẽ dễ dàng vệ sinh hơn. Nhưng mà chị lưu ý giúp em nha, khi vết bẩn còn mới mình nên vệ sinh ngay thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Còn nếu mà chị để vết bẩn nó bị thấm vào da lâu rồi á thì chị vệ sinh nó sẽ hơi khó và giảm hiệu quả của cái loại da chống bẩn này. Tôi nghe thì tôi cũng ưng ưng rồi đấy. Dạ. Mà giá cả thì sao? Nói nghe coi. Dạ, giá hiện tại bên em với bộ sofa này đang rất ưu đãi cho mình. Giá chỉ có 18.900.000 đồng thôi chị. Với kích thước là 3m2 x 1m7 nha. Rồi giá cả vậy rồi có tặng gì không? Chứ tôi đi mua nhiều chỗ là hả tặng hơi bị nhiều đấy. Dạ, bên em cũng có quà tặng cho mình khi mua bộ sofa này. Với ba gối tựa cùng màu, cùng chất liệu da với bộ sofa luôn chị ha. Và một bàn trà nè, và thêm hai cái ghế đôn cho mình nữa. Tôi nhìn thì cũng ưng ưng rồi đó, mà bên mình là có những hình thức thanh toán nào? Dạ, bên em có các hình thức thanh toán như là tiền mặt nè, chuyển khoản nè, và việc thẻ, hoặc là chị có thể thanh toán qua đường link. Ngoài ra thì bên em còn hỗ trợ trả góp cho mình nữa đó chị. Tôi chốt bộ này rồi đó. Rồi bây giờ tôi thanh toán tiền mặt á, em viết hóa đơn đi. Dạ đây, đây là hóa đơn của chị kiểm tra lại thông tin giúp em nha. Được rồi. Dạ. Dạ em cảm ơn chị đã tin tưởng và ủng hộ bên em. Hẹn gặp lại chị lần sau nha. Nội thất đẹp, giá yêu thương chỉ có tại Nội thất Giá Kho.